Tèo 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 tèo, chết mẹ nhầm. Tèo 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 tèo. Ngày xưa khi Tắc Thiên Đường chỉ vừa mới được khai phá và loài cá thì vẫn chưa tiến hóa thành loài lươn, một nhà thám hiểm tên Charles Mann cùng đội tuyển Manchester cùng bầy chó của mình bèn đứng ra gánh trọng trách khai phá Nam Mỹ. Ông mang về bộ xương của một loài chim kỳ lạ, nhưng giới khoa học bảo đó là xương KFC tái chế, danh tiếng bị hủy hoại. Charles Mann quyết định đi bắt con thú về. Tôi sẽ bắt con thú về để chứng minh rằng ông không phịa chuyện. Carl Fredrickson là một fan cứng của ông. Carl suýt nữa thì lớn lên thành phịch thủ nếu cậu không nghe một giọng nói vang lên từ ngôi nhà bỏ hoang nọ. Tất cả các động cơ chạy hết công suất, bẻ lái 18 độ về hướng nam. Trời nắng đẹp, ít mây. Khoan, kia là một chủng chó mới chăng? À không, nó chỉ là một thằng nick ma thôi. Còn cậu có phải một thằng nick ma không? Mà thôi, chúng mình làm bạn nào. Cô bé Ellie cho Carl xem cuốn Nam Mỹ du ký của cô. Tội nghiệp Carl. Phim này mà rời lại 10 năm thì thứ mà Carl được xem sẽ là cái story quay cảnh cô lắc đít trên tài khoản Instagram. Thứ được follow bởi 1.500 cái nick clone và 12.000 thằng cha ấu dâm. Nhưng thôi, quay về câu chuyện đã. Hai đứa trẻ đều là fan của Charles Mann và ước ao được đến Tháp Thiên Đường. Ở đó không ai biết BTS là gì đâu nhé. Hả? Và Chúa mới biết có loài gì ở đó. Có khi lại tìm được fan MU cũng nên. Ellie còn chừa cả một trang những việc sẽ làm cho những cuộc phiêu lưu sau đó. Và cô bắt Carl phải thề rằng sẽ đưa cô đến Thác Thiên Đường. Thế là Carl đưa cô lên xe hoa. Hơi lệch kế hoạch nhưng họ sống rất hạnh phúc, cải tạo lại căn nhà hoang năm xưa. Đôi vợ chồng son cùng nhau gây dựng tổ ấm. Sao Carl phải quá tung lũng khi đã có Ellie? Và sao Ellie phải leo núi khi đã có Carl? Cần gì non cao khi anh đã có em? Cần gì thác lớn khi em đã có anh? Nhưng bác sĩ bảo họ không thể có con. Thế là họ lại thèm non cao thác lớn và bắt đầu dành dụm cho chuyến đi Thác Thiên Đường. Nhưng đời mà, đời mà, đời mà. Chưa kịp nhận ra thì đầu đã bạc một màu áo siêu nhân và chuyến đi dần trôi vào quên lãng. Nhận ra mình vẫn chưa thực hiện lời hứa năm xưa, Carl bèn lén book cặp vé máy bay. Nhưng chưa kịp làm Ellie bất ngờ thì bà ngã bệnh. Ellie để lại cho chồng cuốn Nam Mỹ du ký rồi ra đi, để lại Carl với căn bệnh đau xương khớp và căn nhà tràn đầy kỷ niệm mà giờ đây đã nằm trong vùng quy hoạch của thành phố. Mấy cậu có thể gắn giảm thanh cho mấy khẩu đại bác mà các cậu đang bắn không? Đấy là mấy cái máy đục cụ ạ. Đục cái con mẹ tụi bay. Carl trở vào nhà xem thời sự thì Russell gõ cửa. Cô cậu là một hướng đạo sinh đang cố lấy huy hiệu giúp đỡ người già. Cậu nhóc cần nó để trở thành siêu hướng đạo sinh. Tôi không biết siêu hướng đạo sinh là gì. Còn cháu có biết cổ là gì không? Carl bèn bịa ra một con chim lạ để đuổi Russell đi. Đúng lúc đó thì một xe công trường làm đổ hòm thư nhà Carl. Cái hòm thư in dấu kỷ niệm với Ellie. Một nhân viên cố giúp ông sửa nó lại thì bị Carl nện bong một phát. Bên nhà thầu được cớ liền kiện ông. Tòa coi ông là mối đe dọa và buộc ông đến nhà dưỡng lão. Carl già có thể làm gì đây? Lặng lẽ lật cuốn Nam Mỹ du ký và nhìn vào tấm tranh vẽ Thác Thiên Đường. Và rồi Carl Fredrickson lại thề. Sáng hôm sau, viện dưỡng lão cử người đến đón ông. Carl đóng cửa cái rầm. Rồi bỗng rất nhiều bóng bay lên nối với căn nhà qua đường ống khói. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, căn nhà bay lên. Mẹ lũ gà bông, nhà bố mày đang bay. Căn nhà của Carl đang bay. Vừa lơ một căn nhà đang bay, bay thẳng hướng Nam Mỹ. Carl già đang định khui lon sờ trong bầu và chiêu chiêu các thứ thì bỗng cốc cốc cốc, ai gọi đó? Nếu là Thu Minh cho nghe nếu là Khá Bảnh cho nghe ảo thật đấy. Nhưng không, đó là cu Russell. Cu cậu tưởng một con chuột cống là con chim lạ nên đuổi theo đến đây và bị kẹt ngoài hiên nhà. Carl bèn cho thằng cu vào và đành cố hạ xuống để Russell về nhà. Nhưng Thor lại đang đánh nhau với nhà xua. Căn nhà trao đảo tứ phía, đồ đạc rơi đổ khắp nơi. Lọ tương, lọ tương. Khi Carl tỉnh dậy thì cơn bão đã qua và căn nhà thì đủ cao để confirm Thiên Đường không tồn tại. Carl định hạ xuống để Russell bắt xe buýt về nhà, nhưng ở dưới chỉ là một núi đá hoang vu. Họ đã ở phía bên kia của Thác Thiên Đường, bay thêm tí là đến nơi. Nhưng Russell leo lên không nổi nên họ bèn dắt căn nhà từ từ. Nhưng Russell lại đi không nổi nên Carl đành tạm dừng chân cho thằng cu nghỉ ngơi và đi ị. Vừa chùi mông xong thì một sinh vật kỳ bí mai phục Russell. Đó có phải là Tèo Phạm cùng miếng bò beefsteak đuôi bầu? Đó là một con chim rất to. Một thằng cu đi theo một ông già đến nơi hẻo lánh và được xem một con chim rất to. Thằng nào lên cái ý tưởng này đấy? Carl cùng Russell lại tiếp tục lên đường với con chim bây giờ đã được đặt tên là Kevin, lén lén đi theo và gặp lại một con chó biết nói tên NT. Tên Đắc, nó nói được nhờ chiếc vòng cổ phiên dịch mà chủ của nó làm cho. Đắc được chủ cử đi tìm bắt Kevin. Nhưng mà bạn nhìn cái mặt này coi, thứ duy nhất nó tìm được là thiện cảm của người xem. Mình mang Đắc về được không ông? Đi, đi mà, đi. Mang về cho nó livestream múa Yasuo. Đắc vốn là một chú chó của Charles Mann, hoạt động dưới chỉ đạo của Alpha, con chó mạnh nhất. Tối đó, trời mưa, nhưng chẳng ướt mềm còn mẹ gì cả vì họ đã có căn nhà che chở. Russell kể cho Cao rằng bố cậu bé thường xuyên phải đi công tác. Cậu bé muốn lên chức siêu hướng đạo sinh đến thế vì bố cậu hứa
sẽ tham dự lễ trao giải thưởng, vượt qua một mớ những thứ ngớ ngẩn chỉ vì một người quan trọng với mình. Hai ông cháu chẳng khác nhau mấy. Hôm sau, Kevin vừa mới chạy đi mang đồ ăn về cho con của nó, thì nhóm Alpha đến chỗ Duck và áp tải cả lũ đến chỗ chủ của chúng, người sống giữa một bữa buffet của người châu Á. Charles Mann chứ danh, cao gặp thần tượng thì mừng khôn xiết và được Charles mời tham quan con tàu linh hồn thám hiểm. Không chỉ thám hiểm đây đó, Charles còn giúp lũ chó nói tiếng người, tức là kiểu giáo viên tiểu học, nên Cao càng mến mộ ông này. Nhưng Charles vẫn bị ám ảnh bởi loài chim lạ năm nào, nhìn quen quá, nên Russell bảo nhìn giống Kevin ấy. Kevin thì chả biết đã lủi về trốn trên nóc nhà Cao từ lúc nào, khiến Charles tưởng hai ông cháu đến đây để cướp công mình, liền cử bầy chó dí Cao và Russell. Nhờ Kevin và Duck, họ thoát nạn trong gang tấc, nhưng Alpha cắn Kevin làm nó bị thương, và thế là khói có mà chạy tung tăng và kêu míp míp nữa. Tối hôm đó, hành trình của Cao lại tiếp tục. Russell kể cho ông rằng bố cậu từng hay dẫn cậu đi ăn kem, và thì đếm xe đỏ, xe xanh, xe mái đếm nhiều hơn. Nói đến đây thì họ tới khu mà Kevin làm tổ. Kevin vội chập chững đi tìm lũ chim non, nhưng pặc pặc éc éc, bỏ tay ra khỏi con chim của tôi, Charles nói và đốt căn nhà gỗ của Cao. Cao vội tới dập lửa, mặc kệ Kevin bị bầy chó mang đi. Russell trách ông vì để Kevin bị bắt, thì ông nổi cáu và mắng cậu lẫn Đắc, rồi lại cố mang căn nhà đến bên thác thiên đường. Cuối cùng họ cũng đến nơi, nhưng rồi sao nữa? Russell giờ kệ cụ chuyện kiếm huy hiệu, cậu dỗi. Cao trở vào trong nhà, giữa đống đồ đạc bừa bộn, ông lại lật cuốn Nam Mỹ du ký ra, đến trang những việc sẽ làm. Ông bắt đầu nước mắt ngắn dài khi nhớ về Ellie. Cơ mà khoan, hình như phía sau còn nữa. Cao nhận ra Ellie vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh của hai vợ chồng, và một cuộc đời với Cao đã là chuyến phiêu lưu tuyệt nhất đời bà. Vậy là Cao lại thề, đúng là đàn ông thề thốt nhiều vãi lắm. Cao ra ngoài thì thấy Russell đang bay đi cứu Kevin trên một phương tiện 200 mi quy. Cao vội ném hết đồ đạc trong nhà ra. Đúng vậy, kỷ niệm chỉ cần lưu trong tim thôi. Cao đã để lại tất cả phía sau và tiến vào một cuộc phiêu lưu mới. Russell vừa lên tàu của Charles thì bị bắt mẹ luôn, và sắp được bay một lần cuối trong đời. Nhưng mẹ mày, anh hùng đến đây, bắt được một thằng thằng cu. Cao đem thằng cu vào trong nhà rồi tự đi cứu Kevin. Nhưng Russell thèm khát chút hành động nên nhảy cả tưng và suýt rơi tan xác. Thế là phi đội tấn công Russell đang chật vật đu dây. Chó đi bay 1 xuất kích, chó đi bay 2 confirm, chó đi bay 3 có mặt. Thế là phi đội tấn công Russell đang chật vật đu dây. Duck thì bị bọn Alpha dí, còn Cao thì đang đấu kiếm kiểu Pháp với Charles. Trong một hồi chật vật, Duck bẫy được lũ Alpha mắc kẹt và được bầy chó công nhận là Alpha mới. Russell thì lừa được đội chó đi bay cho chúng tự hủy, rồi lái căn nhà đến đón nhóm Cao. Kevin cùng Duck vừa mới vào nhà thì boom, anh Charles Sniper vừa bắn nổ cả mớ bong bóng, khiến căn nhà rơi xuống. Cao cố giữ căn nhà lại bằng cái vòi nước lòng thòng phía ngoài, còn Charles thì mặc kệ ông và đập cửa nhà. Buông chim của tao ra thằng nhóc. Lão vừa vào được nhà thì con chim lại đưa Russell cùng Duck vọt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc cái vòi nước bung ra, Charles cố nhảy theo thì bị ngã xuống phía dưới. Hy vọng là lão không đáp xuống Hà Nội, vì dịch Covid ngoài này đang căng vờ lờ. Cao đã cứu được thằng cu và hai con thú, dù cái giá là căn nhà cất giữ kỷ niệm với vợ ông. Ông có buồn không? Có chứ đủ má. Nhưng bám víu vào quá khứ sẽ chẳng đưa ông đi đến tương lai. Họ để Kevin trở về với bầy chim non và quay về thành phố trên con tàu linh hồn thám hiểm cùng với bầy chó. Dĩ nhiên, vì phim này không muốn trở thành kẻ thù của PETA,